Một phiên bản từng yêu chưa bao giờ xuất hiện tại bất kỳ nơi đâu. Bây giờ sẽ là 10 giây sau cùng để cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho hai tiếng hát này. Lựa chọn An Nguyễn thì nhấn phím A. Nếu như quý vị lựa chọn Y Giang Arun thì nhấn phím B. Thời gian của quý vị bắt đầu. Tất cả quý vị khán giả rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của bốn khách mời sau khi thưởng thức tiết mục này. Đầu tiên Khanh mời Tuấn Nghĩa. Đúng là em chưa bao giờ được nghe một cái bản từng yêu nào mà lạ và hay như thế này. Hai người là hòa quyện được vào với nhau. Tuyệt vời quá. Thật sự là đến bây giờ em vẫn chưa thoát được khỏi cái cảm xúc mà cái bài từng yêu này của anh và bạn An Nguyễn đã tạo cho em. Cảm ơn chia sẻ của Tuấn Nghĩa. Sao anh hay thích làm người ta ngạc nhiên quá vậy? Nhưng mà rõ ràng anh mang đến một cái phiên bản từng yêu nó hoàn toàn khác, giống như lời của Tuấn Nghĩa nói. Nó hoàn toàn khác với tất cả những phiên bản trước đây mà em đã từng nghe, đã từng được biết. Và em cũng đã có từng có cơ hội hát bài này thì nó hoàn toàn khác hẳn với cái suy nghĩ của em luôn. Đây vừa là một cái trải nghiệm, em nghĩ trải nghiệm mới với anh. Em nghĩ nó sẽ tạo ra một cái cảm giác thú vị đối với người nghe và thú vị đối với chính bản thân anh. Còn bên cạnh đó, An, mặc dù em không phải là được cái người được chọn cái ca khúc này đúng không? Nhưng mà bản chất của em sinh ra đã để hát cái dòng nhạc như thế này và tương tự như thế này rồi. Nên đây cũng không phải là một bài toán khó đối với An. Đó, mà nó sẽ lại tiếp tục là bài toán khó với những quý vị khán giả đang bấm máy tại đẩy. Cảm ơn chia sẻ của chị Hải Yến ạ. Thế anh Minh Luân, anh nghĩ gì? Nếu như có một sự lựa chọn, nếu như nha, được giống như là chọn 50-50 đi. Khó. Bây giờ là chia sẻ của anh Quốc Thiên ạ. Cảm ơn anh Luân. An thì có cái màu giọng cũng rất là cảm xúc của nữ, nó rất là phù hợp với ballad. Còn anh thì lại có một cái sự điềm tĩnh của một người đàn ông từng trải trong đấy. Nó Thiên nghe Thiên nó du hồn Thiên. Và Thiên mong là các bạn có kết quả xứng đáng nhất với An và anh Giang. Cảm ơn chia sẻ của các khách mời ạ. Bây giờ sẽ là thời gian để cho chúng ta theo dõi kết quả. Thưa quý vị, bây giờ khách mời quý vị chúng ta cùng hướng mắt về màn hình chính. Quý vị sẽ thấy kết quả. Xin mời. Lần này là 52% và 48%. Và người chiến thắng là... người nhận được phần trăm bình chọn cao hơn sẽ là ai ạ? Xin mời. Mặc dù đây không phải là ca khúc mà bạn mang đến. Bây giờ hãy cho chúng tôi biết cảm xúc của bạn ạ. Thực sự như các anh chị đã nói, anh Izan chọn bài Từng Yêu là thực sự rất là fair play với tất cả các người chơi ạ. Nếu mà đúng với một cái bài mà phù hợp với chất giọng và thế mạnh của anh Izan thì tất cả các thí sinh trong buổi tối ngày hôm nay thực sự không ai là đối thủ của anh ấy cả. Và em cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Đó là chia sẻ của anh Nguyễn. Bây giờ chúng tôi rất muốn nghe những chia sẻ của anh Y Giang Arun. Y Giang chọn ca khúc này là muốn làm cái gì đó nó mới mẻ. Yes. Vẫn là lời cảm ơn của tất cả các anh chị đã dành cho Y Giang. Hôm nay rất là vui. Cảm ơn anh Y Giang rất nhiều. Và thưa quý vị, anh Nguyễn cũng chính là giọng ca đã song ca với anh Quốc Thiên. Chúc mừng anh Quốc Thiên một lần nữa. Bây giờ sẽ là tiết mục Vị Ngọt Đôi Môi, mời quý vị thưởng thức. Trong tình yêu làm sao biết ai luôn chân thành, trong tình yêu làm sao biết ai hay lừa dối. Tìm từ tim xa lối
gian dối người ơi. Anh nhìn em cứ thế trong đây, mắt em dịu dàng. Em nhìn anh một trời hoa bướm lung linh tỏa sáng. Muốn nói thế nhưng cần chi phải nói, hãy nghe lòng ta khẽ khẽ hát câu yêu chỉ một người. Khi thời gian như đứng yên lại, quá điên dại ôi chiếc hôn nồng giữa hơi thở để mê ngây ngất đắm say vị ngọt đôi môi. Cho dù mai vật đổi gió rời, trái tim này cũng chỉ một người. Dù phải chịu trầm luôn muôn nghìn kiếm, vẫn yêu một mình em thôi. Để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều ạ. Và bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Xin chào bạn. Dạ em xin chào tất cả các khách mời ngồi đây ạ. Em xin chào các khán giả ở trường quay cũng như đang theo dõi chương trình. Em tên là Khánh Huyền ạ. Xin chào Khánh Huyền. Bạn đến từ đâu? Dạ em đến từ Hà Nội ạ. Hiện tại đến bây giờ em là ca sĩ tự do ạ. Ngày hôm nay bạn cảm thấy như thế nào khi được song ca với anh Quang Hà? Dạ đây là lần đầu tiên em song ca. Cũng hơi run ạ. Có hạnh phúc không nào? Dạ rất là hạnh phúc. Tại vì Khánh cảm thấy anh Quang Hà thật sự hỗ trợ cho bạn trong tiết mục này. Vì mình là cái người bổ trợ mà, thế nên thôi thì mình chấp nhận cái vai trò là thôi hát lép vế một chút xíu và đưa tất cả những câu hát hay nhất, những quãng đẹp nhất cho Khánh Huyền. Còn bản thân Hà thì Hà nghĩ rằng là Khánh Huyền là một ca sĩ trẻ, một cái giọng hát cũng khá là nội lực. Thế nhưng mà đôi khi lên sân khấu còn hơi rụt rè một chút xíu. Cảm ơn chia sẻ của anh Quang Hà rất nhiều. Chúng ta sẽ nghe chia sẻ của anh Nguyễn Văn Trung. Anh thấy thì giọng của Huyền rất là quyện với lại giọng của anh Quang Hà. Bởi vì cái màu giọng và cái phong cách hát, cái cách nhả chữ hay làm cái bài hát đó, nó gắn kết với nhau. Nhưng mà anh muốn là trong cái bài hát này, từ cái nội dung đến cái tiết tấu của nó là
nó phải cho người ta cảm thấy được cái sự đê mê, cái sự say mê trong đó. Anh tiếc là hồi nãy Huyền ở trong đó nên Huyền không có thấy được cái phản ứng mà Quỳnh đã tạo ra với lại cái bạn trai số 2 á. Nó say mê lắm. Không, nhưng mà anh phải thông cảm là tại vì Huyền có nói là đây là lần đầu tiên Huyền song ca luôn. Lần đầu tiên. Đó. À, cho không nên... sao em, dạ. Lần đầu tiên thì không sao. Ngoài lý do đó ra thì còn áp lực nào khác không? Khánh Huyền. Sợ đứng trước mọi người thì em cũng... Bà không thể nở một nụ cười tươi như thế hoài được đâu. Cười là có nhiều anh chết mê chết mệt đấy. Điển hình như anh Nguyễn Hoàng Duy. Ấy chết anh. Vợ anh hay xem chương trình, vợ anh thấy là anh lại bị cấm túc không có được cho tiền ăn sáng đấy. Nghiêm túc mà nói thì anh rất là thích giọng của Huyền. Hôm nay anh có cảm giác Huyền hơi bị nhát. Giá như mà em mạnh dạn em song lên một phát là cả hai người song ca thì rất là hay. Vì anh cảm thấy là bên trong em cái nội lực nó vẫn còn rất là nhiều. Và có những lúc khoảnh khắc thôi, có những khoảnh khắc đâu đó em quên mất rằng là tất cả mọi thứ em gạt bỏ hết thì em hát những cái đoạn ấy rất là hay. Hoặc có thể đây không phải là sở trường của Khánh Huyền. Dạ, yeah. Yeah, đúng rồi. Trong đúng số 8 bài hát bạn phải tập thì đây có phải là ca khúc nặng nhất không? Dạ, thật ra thì trong 8 ca khúc mà em tập thì em có thích ca khúc Chiếc Khăn Gió Ấm hơn ạ. Và bạn mong muốn được diễn bài đó nhất. Ồ, là lên chơi đó là rồi. Hai người rụt rè là hợp rồi. Chắc chắn là của nhạc sĩ rồi. Bây giờ bạn hát tặng anh Nguyễn Văn Chung một câu đi nào. Hãy cho em đêm lung linh và tiếng sóng nơi biển lớn, gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin và tình yêu hai chúng ta. Trời, em thấy anh Chung anh ấm toát mồ hôi luôn nè anh. Chung hôm nay có mang theo cái khăn nào không? Anh giống như là một cục đá lạnh. Nếu mà anh và Hà là một nhóm lửa thì anh là một cục đá lạnh mà em đã làm anh tan chảy luôn. Và anh có ước gì hồi nãy không? Là mình đã bấm với lại Khánh Huyền để mình cùng song ca bài này. Không, tại anh chưa tới lượt đó. Anh xui rồi. Thôi, do anh xui thôi. Vâng ạ, một lần nữa hãy dành một tràng pháo tay cho cô gái Khánh Huyền. Một tiếng hát rất đẹp và hy vọng rằng bạn sẽ nhận được bình chọn của khán giả thật cao nhé. Gió sẽ chờ đầy hoa phượng, em chờ mùa hè của tôi đi đâu? Trung phương phi em cầm là tuổi tôi 18, thừa chẳng ai hay thầm lặng. Bài thơ
con hoài trong vở giữa giờ trời mang đến lại mang về cánh phượng hồng ngẩn ngơ mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây và mùa sau biết có còn gặp lại ngày khai trường dành cho Phượng Hồng. Bây giờ sẽ là thời gian dành cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. 10 giây dành cho quý vị. Bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai này. Xin chào bạn. Bạn đến từ đâu ạ? Dạ, em xin chào anh MC Bạch Công Khanh. Em xin chào bốn vị giám khảo và quý vị có mặt tại hội trường ngày hôm nay. Kính chào các khán giả đang xem chương trình. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Xuân Dũng. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đến từ thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai ạ. Yeah. Xin chào Nguyễn Xuân Dũng. Ca khúc vừa rồi có phải là một cái dòng nhạc mà bạn yêu thích hay không? Em thì theo dòng nhạc chính đó là dòng thính phòng và bán cổ điển. Dạ. Nhưng mà khi mà được chị chọn hát bài này thì em cảm thấy là trong mình dạo dực một chút gì đấy, quay trở về tuổi học sinh, sinh viên ạ. Vâng ạ. Đó là chia sẻ của Nguyễn Xuân Dũng. Thế còn Hồng Gấm? Đây là sự lựa chọn đúng đắn nhất của em trong ngày hôm nay. Thì đầu tiên thì bạn rất là đẹp trai. Và mọi người nghe thì mọi người biết là bạn này chuyên về thính phòng. Nhưng qua cái ca khúc này thì Hồng Gấm cảm nhận được bạn thể hiện cái cảm xúc nó rất là dạt dào. Mà ánh mắt thì long lanh nữa. Thì không biết là bạn có nhớ về một cái kỷ niệm nào thời đi học và mối tình nào đó hả? Ngày xưa em đi học ấy thì nói chung là cũng có một chút gọi là tình yêu mà cũng nảy nở hơi sớm một chút. Một chút anh... là bao lâu chút... và bao nhiêu em? Dạ, bao của... nhiêu mối tình và là lúc đó là bao nhiêu tuổi? Dạ có một chút nhớ nhớ, một chút thương thương. Thực ra là bây giờ để mà đếm thì thôi em không xin phép không đếm. À biết rồi, đếm số nhiều. Đấy đó, số nhiều, số nhiều, số nhiều. Nhưng mà Gấm nghĩ là nó động lại được trong bạn cái cảm xúc đó để bạn có giọng hát như ngày hôm nay. Yeah. Rõ ràng là khi mà Dũng hát ca khúc này, bạn còn rất thừa rất là nhiều năng lượng trong bạn. Và em đã biết tiết chế giọng của mình để hợp với ca khúc Phượng Hồng và cũng như là hợp với lại Hồng Gấm. Hôm nay là Hồng Gấm hát quá trời hay. Và sự xuất hiện của Dũng nữa làm cho một cái bài hát nó rất là tuyệt vời. Một cái bên sự nhẹ nhàng, dịu dàng, thì một bên là cứng cáp, vững chãi. Chúc mừng em. Cảm ơn chia sẻ của anh Quốc Đại. Chúng ta có thể gọi đây là một màn song ca rất ăn ý.
Anh Long Nhật đồng ý không ạ? Anh còn nói với Quốc Đài với Nam Cường là dạ như em mặc sơ mi trắng quần tây đen, tại em đâu có biết được anh hát bài gì. Nhưng mà nếu như lần sau gặp lại, anh vẫn muốn nghe một phiên bản nữa của Phường Hồng với hai em mà nhớ bạn áo dài trắng và sơ mi trắng nghe. Tài trợ rất là đẹp đúng không anh? Anh Nhật ơi, anh tài trợ làm nhạc với quay đúng không? Đúng rồi, anh làm đi cho. Anh hứa luôn rồi kìa. Hứa rồi nha. Anh hứa. Dạ, cảm ơn Long Nhật rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của anh Nam Cường sau khi theo dõi tiết mục này. Một tiết mục đã về phần nghe và đã về phần nhìn. Tại vì là hai bạn ở trên sân khấu, hai cái giọng nó rất là hợp với nhau. Và cái bài hát này ra, khi mà bạn hát á, Cường cảm nhận ra một cái phiên bản hoàn toàn khác với những gì mà anh Long Nhật hay là những nghệ sĩ khác trước đây đã thể hiện rất thành công bài hát này. Riêng với bạn thì nó là một cái phiên bản riêng của bạn luôn, một cái Phường Hồng kiểu khác. Nên nãy giờ mọi người hơi đùa dưới này đó, Phường là nhuộm đỏ luôn. nó rực luôn, giống như là một cái cây phượng đỏ rực vậy đó. Thì bạn mang cái cảm xúc đó. Thực ra thì hát kiểu nào cũng không quan trọng, quan trọng là có mang được cái cảm xúc cho người nghe hay không. Và bạn mang được cái điều đó. Cảm ơn chia sẻ của anh Nam Cường cũng như là các khách mời còn lại. Và một lần nữa cảm ơn Nguyễn Xuân Dũng vì đã cho chúng tôi nghe một bài hát với tiếng hát rất là tuyệt vời của bạn.
gặp khó mai, thương lòng chỉ hai trào nước mắt giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Lấy người xưa kia gặp khó mai, thương lòng chỉ hai trào nước mắt giận lắm quý vị. Bây giờ là thời gian cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của cô gái vừa song ca với diễn viên Lê Phương. 10 giây dành cho quý vị, bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Xin chào bạn, hãy giới thiệu về mình nào. Em chào anh Khanh, em chào chị Phương. Thế Chi xin được gửi lời chào trân trọng đến quý khách mời, quý vị khán giả có mặt tại trường quay cũng như quý vị đang theo dõi qua sóng truyền hình Đài Truyền hình Vĩnh Long ạ. Xin chào Thái Chi, tiếng hát của bạn rất là ngọt ngào. Hai bạn đều dễ thương. Và khi mà bạn Thái Chi bước xuống thì Hà thấy rằng tất cả cái sự bao quát của bạn ấy, bạn đều có thể tự chủ được, từ góc máy quay, từ cách bạn ấy diễn, từ cách bạn đưa tay ra để nắm tay Lê Phương. Đúng rồi, chia sẻ của anh Quang Hà. Thế còn chị Ngọc Ly thì sao? Chị bước xuống á là như một nàng tiên vậy đó, có cánh nè, đi xuống mà sang trọng lắm. Cười tươi nữa. Thì thật sự lúc đầu nếu mà Phương mà không chọn á, em xuống vậy chị cũng không nghĩ em hát cái dòng nhạc này luôn á. Chúc mừng em. Cảm ơn chị Ngọc Ly. Em cảm ơn chị Linh. Thực sự là Khánh cũng thích cái luyến lấy của Chi á, tình cảm lắm. Khi mà hát cái bài với Lê Phương á thì Chi cũng đã làm rất là tốt cái phần của mình, tức là đưa vô những cái câu luyến lấy trong dân ca, thấy cái cách xử lý cái cột hơi, cái rung của Chi á, cũng khá là ngọt ngào. Trong số 8 bài hát mà mình phải tập luyện á, Thái Chi có thể hát một ca khúc khác mà không phải là dòng này được không? Dạ, một trong 8 ca khúc mà Chi thích nhất đó là bài Ước Gì của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh ạ. Ước Gì, dạ, một đoạn con tặng Chi kính tôi nhé. Em đã biết cô đơn là thế, mỗi khi cách xa anh, từng đàn chim cuối chân trời biết tìm nơi bình yên. Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì em được nghe giọng cười và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề. Rất là tuyệt vời, dòng nào bạn hát cũng rất là ngọt ngào đấy ạ. Và một lần nữa cảm ơn diễn viên Lê Phương và Thái Chi. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây của quý vị, xin mời. Thank you.
vị khán giả rất nhiều ạ. Bây giờ hãy cùng Khanh trò chuyện với cô gái này. Xin chào bạn. Dạ. Lời nói đầu tiên cho phép Kim Oanh xin gửi đến bốn vị khách mời, tất cả khán giả đang có mặt tại trường quay và tất cả khán giả xem đài truyền hình một lời miễn chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Xin chào Kim Oanh. Anh Tiết Cương, anh có thích tiếng hát này không? Thật sự cái giọng ca của Kim Oanh rất là ngọt ngào. Và Tiết Cương nghe cảm thấy nói chung rất là coi như là mê đắm trong giọng hát của cô ấy. Đó là suy nghĩ của anh Tiết Cương. Không biết các khách mời còn lại nghĩ sao? Con mắt của anh hiếp lại không thấy đường luôn kìa, thấy không? Không thấy đường luôn, anh cười không? Lúc đầu đề nghị chỉ nói vô chuyên môn, không nói chuyện ngoài lề. Không, thật ra là một cái ca khúc mà mình luôn cảm thấy là rất là tròn, rất là tròn trịa và nó mang tính giải trí rất là cao. Thiên thấy là bé Oanh là một người rất là tự tin đấy, bước xuống cất giọng lên một cái là chính xác luôn, rồi cái giọng cũng rất là bắt mic nữa. Cái sự bình tĩnh của em rất là đáng khích lệ, là vì em cũng hòa vào được cái tinh thần của anh Tiết Cương luôn. Thật sự thì khi hát song ca với Kim Oanh bài này, Tiết Cương thực sự rất là tiếc, bởi vì Tiết Cương cảm thấy cái bài hát này chưa có đất để cho Kim Oanh thể hiện hết cái nội lực và cái giọng ca của mình. Cảm ơn Kim Oanh rất nhiều. Và Khanh hy vọng rằng số phần trăm bình chọn của quý vị khán giả tại trường quay dành cho bạn sẽ là một con số mà bạn vừa ý nhất. Dù điều này làm anh đau hơn cả tới thiên đường.
Thưa quý vị, bây giờ sẽ là thời gian dành cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay. Và mặc dù đây là tiết mục song ca, nhưng mà quý vị khán giả sẽ chỉ dựa vào tiếng hát và phần trình diễn của người chơi. Chị Nguyễn Hải Yến chỉ làm nhiệm vụ hỗ trợ cho các bạn tỏa sáng mà thôi. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai này. Xin chào bạn. Dạ, giới thiệu tên của mình nha. Xin chào anh Công Khanh. Xin chào chị Yến. Em là Châu Ngọc Hiếu. Và xin chào các anh chị khách mời ạ. Và chào tất cả quý vị. Dạ, hiện tại em là ca sĩ tự do và em sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Xin cảm ơn. Không biết cảm xúc của chị Hải Yến như thế nào? Không biết là Hiếu đã đi hát lâu chưa nhỉ? Dạ, em đi hát năm nay là tròn 10 năm. Như cá nhân của Hải Yến thì lần đầu tiên để đứng trên sân khấu là cách đây 15 năm trước. Và đến giờ phút này thì vẫn là một Nguyễn Hải Yến. Và vẫn là một Hải Yến như ngày xưa. Không có điều gì làm thay đổi cái điều đó cả. Bởi vì sao? Cái tình yêu âm nhạc ở trong mình rất là lớn. Và cái điều đó thì Yến nhìn thấy ở bạn ngày hôm nay. Cái tình cảm, cái tình yêu mình dành cho âm nhạc ấy, mình đong đầy trong cái cảm xúc của mình, trong cái bài hát của mình. Và một cái điều nữa là gì? Là bạn ấy rất là biết dìu dắt, rất là biết gọi là giao lưu với cả nghệ sĩ, ca sĩ này. Biết làm cách nào để cho Hải Yến có thể cảm thấy rằng là gần gũi với bạn hơn, mặc dù lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Và Yến hy vọng là quý vị khán giả cũng cảm nhận được điều đấy để bình chọn cho bạn trong ngày hôm nay. Vâng ạ, cảm ơn chia sẻ của chị Hải Yến rất nhiều. Cho anh hỏi Hiếu là đây có phải là bài hát mà bạn đầu tư nhất trong số 8 bài hát mà bạn phải tập không? Em hát mỗi bài một khúc được không? Thôi bây giờ nếu như được lựa một bài. À, thì bạn sẽ thử một câu cho bài. Em thấy có một bài này chắc là sẽ rất là hợp với anh Vũ. Giọt sầu nào vỡ nát trong tim mong người vỗ giấc bao đêm. Tìm ngoài cõi mơ nghe như chơi vơi khi bao yêu đương úa màu. Anh Vũ có công nhận không? Nhiều khi đây mới chính là liều thuốc cho trái tim của anh đấy. Chúng ta đã từng diễn chung sân khấu rất là nhiều. Và ở bất kỳ lúc nào Vũ gặp bạn Hiếu cũng trong cái trạng thái là luôn luôn sẵn sàng để cháy hết mình ở trên sân khấu. Hôm nay ca khúc mà Hiếu hát với lại chị á là chưa hết đầy đủ khả năng của Hiếu đâu, Hiếu còn có khả năng nhảy hát và vũ đạo nữa cả. Dạ vâng. Dạ. Cảm ơn anh Vũ rất nhiều. Cảm ơn anh Vũ. Thế còn Đại Nghĩa anh nghĩ gì ạ? Hát cùng với Yến đâu phải là chuyện đơn giản. Trời ơi, Yến hát cái giọng nội lực mà hay như thế, mà khi em hát cùng với Yến không có cảm giác khập khiễng khi cái hai giọng hát này hòa với nhau. Cảm ơn hai em. Nghĩa ơi, hết hồn. Dạ. Dạ học Tuấn Nghĩa ơi. Nghĩa ơi. Dạ. Giới thiệu với mọi người, Châu Ngọc Hiếu là người bạn thân nhất của Tuấn Nghĩa kể từ khi mà Tuấn Nghĩa đi từ ngoài Hà Nội và trong thành phố Hồ Chí Minh này lập nghiệp. Thì những cái ngày tháng đầu tiên mà Tuấn Nghĩa vào trong này thì chưa có xe, cũng chưa có một chỗ ở cố định, thì kể cả đường xá cũng không biết gì hết. Thì Hiếu là cái người bạn mà ngày nào cũng sang đón và dẫn đi giới thiệu cho người này, giới thiệu cho người nọ. Để có Tuấn Nghĩa ngày hôm nay thì cái phần của Hiếu cũng không nhỏ. Một tràng vỗ tay. Một lần nữa cảm ơn những chia sẻ của các khách mời cũng như là tình cảm của quý vị khán giả tại đây đã dành cho Châu Ngọc Hiếu. Và Khanh hy vọng rằng phần trăm bình chọn của bạn cũng sẽ cao. Giây dành cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của chàng trai vừa song ca với anh Minh Luân. Thời gian bắt đầu. Mọi người ơi, nhớ bấm A nha. A nha. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật con số này sau khi 8 tiết mục song ca giữa người chơi và khách mời kết thúc. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai này. Xin chào bạn. Em chào anh Khanh. Em xin chào anh Minh Luân. Xin chào ba vị khách mời còn lại.
các bạn trong trường quay cũng như quý vị khán giả đang xem màn ảnh nhỏ. Em xin tự giới thiệu, em tên Châu Văn Tuấn, em đến từ quê hương Sóc Trăng, miền Tây. Xin chào Châu Văn Tuấn. Tuấn có phải ca sĩ không? Dạ, em là nhân viên văn phòng. Nhân viên văn phòng. Em rất là đam mê âm nhạc. Và em xin tiết lộ thông tin với mọi người. Em cũng là một nhạc công. Em chơi organ trong phòng trà. Thì em chơi đàn thì cũng tầm khoảng 12 năm. Đó. Thì ít ra thì cũng phải có liên quan gì tới âm nhạc. Bây giờ cho Yến hỏi đi anh Tuấn ơi. Rồi bây giờ năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 32 tuổi ạ. 32 tuổi, dạ. Em biết ông nó quá nhiều thứ nó bổ trợ cộng lại với nhau. Đầu tiên là gì? Mê âm nhạc. Cái thứ hai là chơi đàn 12 năm cộng 32 tuổi. Gộp vào trời ơi cái tiếng hát gì mà nó tình, nó sâu, nó đậm đặc, nó kéo. Mãi kéo lắm phải không? Giọng mãi keo là đây nè. Mãi keo luôn á. Giọng hát mà vừa cất lên một phát là cả em cả chị cùng bật ngửa ra đằng sau ghế luôn. Đáng lý là bài này nghe là phải say đúng không? Nhưng mà say xong mà nghe giọng này là chỉ có muốn tỉnh để nghe tiếp thôi. Và bạn thực sự như kiểu sinh ra là để hát cái dòng nhạc này. Bởi vì cái màu giọng của bạn ấy nó vô cùng đặc biệt. Và đặc biệt là ở cái thời điểm này để có một cái màu giọng như thế này nó là một cái sự vô cùng hiếm có nha. Cái giọng hát của Tuấn rất là hay. Rất là có chiều sâu, nó mùi lắm. Đó, và cái bài hát vừa rồi cũng rất là hợp Tuấn luôn. Được cái sự phối hợp của anh Luân nữa. Anh Luân cũng rất là cố gắng để cho hai anh em có một cái màn song ca ăn ý. Và để bật lên được cái tinh thần của bài hát là cái sự mùi mẫn. Thiên cảm giác rất là thú vị trong bài hát vừa rồi. Em xin cảm ơn Quốc Thiên. Tuấn Nghĩa ơi, bạn có say bởi tiết mục này không? Mình nói lúc nãy với chị Yến rồi là chỉ cần bạn Tuấn bạn ấy cất giọng lên là cả Nghĩa và cả chị Yến đều bật ngửa ra đằng sau luôn. Và em thấy anh rất thành công ở trong tiết mục này. Cảm ơn chia sẻ của Tuấn Nghĩa. Một lần nữa hãy gửi một lời chúc đến cho Châu Văn Tuấn. Khanh hy vọng tiếng hát này sẽ ngày càng đến gần hơn với tất cả chúng ta. Từng yêu nhau, từng là của nhau thật lâu. Đến
đến sau cùng chẳng thể có nhau bắt đầu. Chẳng cần tương lai, chẳng cần biết thương đau ngày mai, chỉ cần nhau. Giờ buông tay để đưa thân nhau về sau, trả người về những ngày tháng chưa bắt đầu. Tìm được ấm lên sau khổ đau, chỉ là không hay quá diễn như thật. Trời, quá em, tuyệt vời, đúng không em à? Ráng pose dáng đoạn cuối một xíu cho nó deep mà kiểu em không deep được luôn anh. Tại em sao? Dạ em hạnh phúc anh. Anh thấy tôi nhận thấy được điều đó mà. Dạ xứng đôi quá trời luôn. Bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. Và mặc dù đây là tiết mục song ca, nhưng quý vị khán giả sẽ chỉ chấm điểm dựa trên tiếng hát và phần biểu diễn của người chơi mà thôi. Các nghệ sĩ khách mời sẽ chỉ làm nhiệm vụ hỗ trợ cho người chơi tỏa sáng. Và quý vị khán giả tại trường quay sẽ có 10 giây. Nếu như chọn chúng ta nhấn phím A, không chọn thì nhấn phím B. Thời gian của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai vừa song ca với Duyên Quỳnh. Xin chào bạn. Em xin chào anh MC, chào tất cả quý vị khách mời cũng như là tất cả quý vị khán giả. Mình là Thịnh Leon. Công việc lúc trước của mình là một diễn viên với nghệ danh là Hoàng Thịnh. Và bây giờ mình đang chuyển hướng trở thành một singer với nghệ danh là Thịnh Leon. Duyên Quỳnh cảm thấy như thế nào khi song ca với Thịnh? Dạ em cảm thấy hợp ạ. Hợp như thế nào? Dạ hợp và hay, cảm giác như là hai trái tim cùng nhịp đập anh. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của các khách mời còn lại. Anh thấy hay quá, hai người song ca với nhau như là đã từng tập luyện với nhau rồi, rất là tình cảm. Và chưa bao giờ tôi thấy tên của ca khúc này nó phi lý đến mức đúng như rồi. Vậy. Chỉ là không cùng nhau nhưng mà cô gái lúc nào cũng muốn cùng. Thế còn Nguyễn Hoàng Duy thì sao? Trước đó thì anh sẽ nhận xét một chút xíu thôi là đúng là đây là một cặp vừa xứng đôi vừa lứa nè. Và giọng ca cũng rất là quyện với nhau. Còn cái vấn đề mà bạn nữ hiện tại bạn đang có những cách diễn xuất như vậy cũng bình thường mà chung. Không phải diễn xuất đâu, cái đó là thật đó. Thì đó, đó là thật luôn đó. Tức là miệng người ta thì người ta đang nói là không muốn cùng nhau, nhưng mà thực ra trong cái tâm trí người ta là như vậy, thấy rất là hợp lý. Dạ nó mới có sự dây dứt trong bài hát, nó mới được thể hiện. Nhưng mà có cảm giác như là hai bạn đâu đó trong quá khứ đã từng vô tình chạm mặt nhau ở một cái chương trình ví dụ như đi hát với nhau chẳng hạn, có không nè? Dạ chưa bao giờ. Tại vì không lý, không lý nào mà cảm giác như là rất là xa duyên với nhau. Nó gọi là duyên. Yeah. Anh ơi, cái sự connect nó bắt đầu từ cái nắm tay đầu tiên rồi anh. Dạ, đó nó nối từ đó rồi. Dạ dạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của anh Quang Hà. Thịnh hát rất hôm nay rất là hay. Và Duyên Quỳnh thì hôm nay không chỉ hát mà còn đi bè cho Thịnh nữa. Và cảm thấy rằng hai bạn như kiểu đang là hòa quyện với nhau. Từ trái tim cho đến giọng hát đến ngoại hình rất là đẹp. Cảm ơn anh Quang Hà và các khách mời. Và bây giờ anh có một thắc mắc. Đó chính là trong 8 bài hát mà em phải tập á, thì ca khúc vừa rồi là em dành thời gian nhiều nhất chưa? Hay là có bài nào khó hơn với em không? Ca khúc mà em tâm đắc nhất đó là ca khúc Vị Ngọt Đôi Môi. Vị Ngọt Đôi Môi, không biết là của khách mời nào mang đến ạ? It's me. Wow. Có thể hát một câu tặng cho anh Quang Hà được không nào? Khi thời gian như đứng yên lại, quá ngày dài ôi chiếc hôn đầu, và giữa hơi thở đêm anh ngất đắm say vì ngọt đôi môi. Dạ vâng. Cảm ơn Thịnh Leo rất nhiều. Em đã biết cong môi từ chối những điều anh muốn nói. Anh đã biết xa lâu thì nhớ lần đưa chi mắc cờ. Ôi nụ cười mặc niệm chua ngoa, ta về bên ấy buồn ba bốn. Anh đã biết khổ đau mình.
nhiều ngõ, đường yêu đương trắc trở, ai lắc léo chi từng câu nói cho ngày sau nên nổi. Để bây giờ chim ca bắt tâm, ta về bên ấy buồn năm sau ngày, buồn năm sau. Ca khúc Ngại Ngùng. Bây giờ sẽ là thời gian để cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. Quý vị sẽ có 10 giây và thời gian bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với cô gái ấy. Xin chào bạn. Dạ, lời đầu tiên cho phép em xin được kính chào quý vị ban giám khảo, chào anh Bách Công Khanh cùng toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Song Ca Giấu Mặt. Dạ, em là Cao Lan, em là một người đồng bào dân tộc Cao Lan đến từ tỉnh Tuyên Quang và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Xin chào Cao Lan. Một cô bé người dân tộc Cao Lan và nghề danh của em là Cao Lan luôn. Bấy nhiêu thôi đã ghi đủ điểm thật đẹp trong lòng anh Lâm Nhật rồi. Dạ, em cảm ơn anh. Wow. Dạ. Bây giờ thì chúng ta phải nghe những nhận xét của các khách mời. Lan ơi, em hát ngọt ngào quá, xá ngọt ngào. Dạ, em cảm ơn Quốc Đại ạ. Giọng dày. Và hôm nay thì được chứng kiến một cô gái nhỏ của Tuyên Quang
đã cho anh rất là nhiều cảm xúc qua cái bài Ngại Ngùng này. Cảm ơn em đã có mặt trong chương trình. Cảm ơn chia sẻ của anh Quốc Đại. Không gấm thì sao ạ? Em rất ấn tượng ở cái đoạn là bạn thể hiện cái cảm xúc ngại ngùng mắc cỡ đó. Nó rất là tự nhiên, y như là cái tinh thần bài hát vậy đó. Thì là gấm ấn tượng với cái đó. Cảm ơn chia sẻ của Hồng Gấm. Với Cao Lan thì rất là ấn tượng với bạn về cái tên của bạn. Rất là đẹp, tên đẹp lắm. Và gương mặt, ngoại hình của bạn cũng xinh xắn giống như cái tên của bạn vậy. Kiểu của bạn nó cũng ngại ngùng, nó cũng nhẹ nhàng, y chang bài hát. Vì thế mà Cường hy vọng rằng với cái phong cách này, bạn cứ phát triển nó, Cường chắc chắn là khán giả sẽ yêu bạn rất là nhiều. Dạ em cảm ơn anh Nam Cường ạ. Và Lan rất là muốn được ôm ca sĩ Long Nhật được không ạ? Cảm ơn ca sĩ Long. Rất là hữu duyên. Cảm ơn Cao Lan và Long Nhật rất nhiều vì đã mang đến cho chúng tôi một tiết mục song ca rất tuyệt vời. Lẻ bạn ngoài sông, em còn mong đợi người.
giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai này nhé. À dạ, em xin chào anh Bạch Công Khanh. Và lời đầu tiên thì cho phép Yêu Quyên xin gửi đến toàn bốn vị anh chị ở đây và toàn thể quý vị có mặt trong trường quay cũng như quý vị đang xem đài qua đài truyền hình Vĩnh Long. Lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Bây giờ chúng ta sẽ nghe các khách mời chia sẻ về tiết mục này đi ạ. Khanh mời chị Vân Khánh. Xin chào Yên Nguyên. Dạ em chào chị. Phải nói từ đầu chương trình đến giờ đây là một cái giọng ca mà Vân Khánh thấy nói rằng là nó rất là bản năng nhất. Rất là bản năng. Kể cả cái phong cách cũng vậy. Bụi. Không nghĩ khi mà bạn bước từ trên đó xuống mà nghĩ là bạn hát cái dòng này đâu. Tại nhìn bạn bụi bặm lắm, ngầu lắm, chắc nghĩ phải rock riết gì trơn. Ông dè ra giọng ngọt quá trời ngọt luôn. Và Khánh thích là ở cái chỗ là bạn có một cái sự mộc mạc như vậy, hát bằng cái tình cảm của mình, bằng cái nội tâm của mình, không qua một cái xử lý kỹ thuật gì hết, nhưng mà cũng chạm được trái tim người nghe. Và đặc biệt rằng là bạn diễn cũng vậy. Nó có cái sự e ngại hoặc là bạn cứ như thế này, nhưng mà bạn vẫn feel trong cái nền nhạc như vậy. Bạn không quan tâm, tức là khi bạn đứng trong sân khấu rồi thì bạn không quan tâm tất cả mọi thứ xung quanh. Cái đó là cái lợi thế của bạn. Kết hợp này đã tạo nên một cái tiết mục rất là hoàn hảo. Chúc mừng bạn. Cảm ơn chia sẻ của chị Vân Khánh. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chị Ngọc Liên nói về tiết mục này. Khi mà cất giọng hát lên thì Liên thấy một cái giọng rất đặc biệt, một cái giọng cao lắm. Em hát em rất là khoan thai, giống như là nó không cần một kỹ thuật nào hết, nó không vô một khuôn khổ nào hết. Chúc mừng em. Dạ, em cảm ơn. Cảm ơn chia sẻ của chị Ngọc Liên ạ. Bây giờ là 10 giây dành cho quý vị. Xin mời. Thời gian bình chọn dành cho quý vị khán giả tại trường quay đã kết thúc. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai này nhé. Xin chào bạn. Dạ, em chào anh Khanh ạ. Lời nói đầu tiên cho phép em xin gửi lời chào đến anh Nghĩa, các vị ca sĩ khách mời, khán giả tại trường quay cũng như là khán giả đang xem qua màn ảnh nhỏ của chương trình Song Ca Giấu Mặt. Dạ, em tên là Văn Thảo và hiện tại em đang sinh sống tại Bình Dương ạ. Khanh chào Văn Thảo, công việc chính của Văn Thảo hiện tại là gì? Dạ, công việc chính của em là em làm văn phòng ạ. Và bữa tối thì em có đi hát thêm một số các tụ điểm của Ascotic ạ. Bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện nhiều hơn về tiếng hát của Văn Thảo. Khanh xin mời các khách mời ạ. Tự dưng không biết sao thấy em ấy khớp ngay cái thời điểm không, đầu. Anh nghĩ đó là bởi vì đây là lần đầu tiên hai bạn song ca với nhau. Có một phần hình như là bạn ấy cũng đang hơi có một chút hồi hộp. Tin thấy câu đầu tiên bạn vô rất là mềm, rất là tình cảm. Sao càng ngày em càng lại mất đi cái đấy? Dạ thật ra thì em hát với anh Nghĩa thì em rất là run. Anh Nghĩa vậy là anh Nghĩa bớt múa lại để cho anh hồi hộp. Anh người ta vừa xuống cái anh múa một đường rồi người ta lại hồi hộp hơn. Thảo ơi, trước đây bạn đã từng tham gia một cuộc thi hát nào chưa? Dạ trước đây thì em chưa từng tham gia. Thế đây có phải là sân khấu lớn đầu tiên bạn đứng biểu diễn không? Dạ đây là lần đầu tiên của em ạ. Wow. Thế thì là hồi hộp đúng rồi. Thế là chuyện đương nhiên rồi. Và khi xem hai bạn biểu diễn thì Tiết Cương có cảm giác như là
chìm đắm vào trong câu chuyện của hai bạn. Hai bạn rất là truyền cảm và rất là hút khán giả. Bạn Văn Thảo, với giọng hát của bạn thì tôi cảm thấy bạn rất là đáng yêu. Và cứ giữ như vậy nha. Và thật sự là tôi rất thích tiết mục này. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn chia sẻ của các khách mời. Trong số 8 bài hát mà bạn chuẩn bị á, thì bạn thích nhất ca khúc nào? Em thích nhất ca khúc Trả Nợ Tình Xa. Có vẻ như bài hát ngày hôm nay của anh Tiết Cương đánh đúng tâm lý của quá nhiều người. Đúng. Bây giờ bạn có thể gửi tặng cho chúng tôi một câu trong Trả Nợ Tình Xa được không? Trả hết cho người, trả luôn mắt môi nụ cười, trả xong đời còn hư không. Khanh nghĩ rằng với bài hát nào thì tiếng hát của bạn cũng hay hết á. Sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. 10 giây của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Thời gian bình chọn đã kết thúc rồi và chúng tôi sẽ giữ bí mật con số này sau khi 8 tiết mục song ca hoàn thành. Đầu tiên cho Khanh gửi lời chào đến bạn. Lời nói đầu tiên cho phép em xin được gửi tới 4 vị khách mời cũng như khán giả có mặt tại trường quay và tất cả khán giả đang theo dõi chương trình. Một lời chúc sức khỏe cũng như là một lời chào trân trọng nhất. Xin chào bạn, tên của bạn là gì ạ? Dạ, em tên là Nguyễn Văn Hoàng. Xin chào Nguyễn Văn Hoàng, công việc hiện tại của Hoàng là gì? Dạ, công việc hiện tại của em là đi hát tự do. Dạ, cảm ơn Nguyễn Văn Hoàng rất nhiều. Các khách mời, chúng ta có chia sẻ gì về tiết mục này không ạ? Em có sở hữu được một cái giọng hát rất là đặc biệt. Và anh Vũ nghĩ trong thời gian tương lai sắp tới rằng là chúng ta sẽ có cơ hội làm việc với nhau đó. Anh Nghĩa ơi, anh nghĩ gì khác không ạ? Cái bài này thật ra bây giờ nếu như mà em hát một mình thì cũng hay. Còn nếu như một mình Yến hát cũng hay luôn. Lần đầu tiên anh nghe Yến hát cái bài này anh cũng giật mình luôn. Cái giọng của Yến hay thì từ xưa tên anh vẫn biết. Cho nên đây là hai cái phiên bản đặc biệt hay mà ráp lại vô với nhau thì nó cũng là một cái bản hay luôn. Chúc mừng cả hai. Cảm ơn chia sẻ của các khách mời rất nhiều. Và hy vọng rằng Nguyễn Văn Hoàng sẽ nhận được phần trăm bình chọn của quý vị khán giả tại trường quay thật là cao. Biết đâu bạn ấy sẽ là hai người có phần trăm bình chọn cao nhất. Thank you.
nhấp chén say, lắng trong lòng mình những đắng cay. Ngày dài thấm thoát rơi, muốn quên đi những phận bèo trôi. Ngọc ngà cũng mây phè, lắng trong buồn hoài cũng thấy quen. Buồn buồn ngó gót xe, chắc sao cõi đời này đỏ đen. Chờ người nơi ấy về đây mang theo dấu yêu, chờ che cho nhau những đêm lạnh lùng. Chờ người đâu thấy người còn hoài xa cách xa, một mình trong đêm trong lòng mình những đắng cay. Ngày dài thấm thoát rơi, muốn quên đi những phần bèo trôi. Ngọc ngà cũng mây phèn, lâu trong buồn hoài cũng thấy quen. Ngồi buồn ngó gót sen, trách sao cõi đời này đỏ đen. Thời gian để quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái vừa song ca với chị Nguyễn Hải Yến. Thời gian 10 giây bắt đầu. Mọi người ơi, cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện nhiều hơn với cô gái này. Xin chào bạn. Dạ vâng, lời nói đầu tiên thì cho phép em xin gửi tới bốn vị khách mời cũng như anh MC và toàn thể quý vị có mặt trong trường quay buổi tối ngày hôm nay. Thì em tên là Hà Tiểu Ni ạ. Ồ, tên đẹp quá vậy. Xin chào Hà Tiểu Ni. Công việc hiện tại của Ni là ca sĩ chuyên nghiệp hả? Dạ, em ca sĩ bán chuyên thôi ạ. Ca sĩ bán chuyên, vâng, rất khiêm tốn. Bởi vì giọng hát của bạn rất hay. Và khi mà bạn vừa bước ra thì cái ngoại hình này làm Khanh nghĩ đến ngay ca sĩ gốc hát bài này, đúng không anh Quốc Thiên? Giống, giống quá, giống chị Linh đúng không? Giống bạn Linh đúng không? Rồi người bạn thân kìa, lên tiếng đi. Dạ. Nhìn cái vóc dáng và cái mái tóc thì Linh cũng đang để cái mái tóc này, cũng rất là giống. Hôm nay khi mà nghe chị Yến với Tiểu Ni hát thì Thiên thấy được cái sự chắc chắn của cả hai người ấy. Bạn giữ được cái sự bình tĩnh trong giọng hát, cái sự tự tin
để hát. Cái điều đấy là điều mà Thiên rất là khích lệ. Còn về cái bài hát này thì một bản phối mới, và Thiên thích cái cách hát liêu trai của bạn, nó rất là ma mị. Cảm ơn chia sẻ của anh Quốc Thiên. Và hơn hết là chị Nguyễn Hải Yến và Hà Tiểu Ni chưa hề tập luyện với nhau. Dạ. Dạ, đó mới là sự ăn ý mà chúng ta đang thấy. Anh dạ. Minh Luân, anh nghĩ gì? Hai cái tiết mục mở màn ngày hôm nay nó quá ấn tượng đi. Thật sự hai bạn quá bản lĩnh, tức là từ bạn Bình cho đến bạn Ni cũng vậy. Nếu mà được lựa chọn giống như khán giả ngồi đây là chắc chắn là Luân sẽ chọn phím A. Dạ, để cho lựa chọn cho Ni. Cảm ơn chia sẻ của anh Minh Luân. Và đó chỉ mới là hai người chơi trong số 8 người chơi mà lần lượt chúng ta sẽ gặp họ sau 2 tuần phát sóng. Khanh cũng muốn khẳng định lại ở một điểm là chương trình đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng và đã sàng lọc được, chọn ra những giọng hát có thể hát được nhiều dòng nhạc khác nhau. Điển hình như là Võ Nghi Bình mà chúng ta đã nghe vừa rồi, bây giờ là Hà Tiểu Ni. Còn bây giờ thì Khanh xin một tràng pháo tay nữa dành cho tiết mục của chị Nguyễn Hải Yến cùng với Hà Tiểu Ni. Tình mình giờ như khói mây mà thôi. Dẫu biết rằng lời hẹn thề giờ như ánh trăng dần trôi. Dẫu biết rằng lời nguyện cầu đã không giúp ta thành đôi. Dẫu biết rằng em đã xa lìa tôi. Hãy nói là cuộc đời này em chỉ yêu mình anh. Hãy nói là cuộc đời này tình ta mãi luôn còn xa anh. Hãy nói là cuộc đời này em vẫn luôn cần anh. Dẫu biết tình ta đã không. Mỗi xuân tình xưa, phút giây mình bên nhau còn đâu hỡi anh, vì sao anh nỡ cất bước ra đi. Bao ngày qua khi bóng anh dần xa, ân tình từng như đã nhòa. Nhưng trong lòng em vẫn thầm mong có anh, người yêu ơi xin anh hãy trở về. Tình mình giờ như khói mây mà thôi. Dẫu biết rằng lời hẹn thề giờ như ánh trăng dần trôi. Dẫu biết rằng lời nguyện cầu đã không giúp ta thành đôi. Dẫu biết rằng em đã xa lìa tôi. Hãy nói là cuộc đời này anh chỉ yêu mình em. Hãy nói là cuộc đời này tình ta mãi luôn còn sai. Hãy nói là cuộc đời này em. Ân tình từng như đã nhỏ, nhưng trong lòng em vẫn thầm mong có anh. Người yêu ơi, xin em hãy trở về. Dẫu biết rằng cuộc tình mình giờ như khói mây mà thôi. Dẫu biết rằng lời hẹn thề giờ như ánh trăng dần trôi. Dẫu biết rằng lời nguyện cầu đã không giúp ta thành đôi. Đời này tình ta mãi luôn còn sai. Hãy nói là cuộc đời này em vẫn luôn cần anh. Dẫu biết tình ta đã không thay. Dẫu biết rằng cuộc tình mình giờ như khói mây mà thôi. Dẫu biết rằng lời hẹn thề giờ như ánh trăng dần trôi. Dẫu biết rằng lời nguyện cầu đã không giúp ta thành đôi. Dẫu biết rằng em đã xa lìa tôi. Cuộc đời này anh chỉ yêu mình em. Hãy nói là cuộc đời này tình ta mãi luôn còn sai. Hãy nói là cuộc đời này em. Thank you.
Và quý vị khán giả tại trường quay thân mến, bây giờ sẽ là thời gian để quý vị bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây bắt đầu. Em sẽ không như chị Yến vận động vote đâu, nhưng mà mọi người hãy vote cho bạn ấy ạ. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Và cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Dạ vâng ạ. Lời đầu tiên cho phép em xin gửi lời chào đến anh MC Bạch Công Khanh. Lâu quá không gặp anh. Dạ, và cũng gửi lời chào đến tất cả, đến 4 vị khách mời ngày hôm nay. Và chào tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Phan Yến Nhi. Chúc mừng Yến Nhi. Với riêng cảm nhận của anh thì ngày hôm nay em rất tuyệt vời. Dạ, em cảm ơn anh. Ngày hôm nay với cái cách mà bạn Nhi, bạn ấy đang làm trong cái bài hát này ấy, thì với cá nhân của Yến, đây là lần đầu tiên Yến gặp Nhi và cũng là lần đầu tiên Yến nghe Nhi hát, thì Yến thấy là nó vừa đủ. Đấy là cá nhân Hải Yến nha. Cái điều này á, điều này là cùng chung suy nghĩ với lại Yến nha. Đúng rồi. Bắt tay. Bây giờ cho Khanh hỏi Yến Nhi nè, bây giờ trong 8 bài hát mà bạn tập trong chương trình ngày hôm nay á, bạn mong muốn sẽ được hát ca khúc nào nhất? Dạ, cái bài hát rất là hit trong thời gian vừa rồi mà có thể sẽ được hát với anh Thiên nữa. Xem như em chẳng may ạ. Thế thì bây giờ bạn hãy gửi tặng cho chúng tôi một câu trong ca khúc này nhé. Đúng rồi. Dạ vâng ạ. Xin mời. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây, dại khờ thôi khi đàn bàn tay, yêu thương trao hết chỉ giữ lại đây, thân gầy xem như em chẳng may. Nỗi buồn em giấu sau lớp màn mưa, gương cười khi biết em là người xưa. Hai người còn lại gì cho nhau ngoài những lời ngon tình quá dư thừa. Em không muốn nghe. Và cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều vì đã dành những lời khen cho Phan Yến Nhi. Và Khanh tin chắc rằng tiết mục đó cũng đã chạm đến trái tim của tất cả quý vị khán giả tại đây. Giờ đây tôi và em chia.
nước mắt nãy lâu thật khô. Và đó là tiết mục song đấu của Di Nhi cùng với Bùi Văn Đại và ca khúc Con Đường Màu Xanh. Bây giờ quý vị khán giả tại trường quay cũng sẽ có 10 giây để bình chọn cho hai tiếng hát này. Nếu như chọn Di Nhi, quý vị nhấn phím A. Chọn Bùi Văn Đại, quý vị nhấn phím B. Thời gian bắt đầu. Khán giả tại trường quay rất nhiều và lát nữa đây chúng ta sẽ biết được kết quả. Còn bây giờ thì Khanh muốn nghe chia sẻ của anh Quốc Thiên, bởi vì đây là hai người chơi đều đã từng song ca với anh trong song ca giống mặt. Thiên rất là vui khi mà hôm nay Thiên may mắn được hát với hai bạn Nhi Nhi và Bùi Văn Đại. Hai bạn đã hát hết sức mình, rất đầu tư vào trong cái tiết mục của mình. Cái điều đấy là cái điều mà Thiên rất là trân trọng. Thiên rất là cảm ơn các bạn. Đại cũng rất là cố gắng. Cái giọng của Đại là đặc trưng là ấm áp ấy, nên là khi mà hát lên người ta có rất là có thiện cảm. Còn Nhi Nhi thì là một cô gái hát rất là chắc chắn. Và chúc mừng hai em Đại và Nhi ngày hôm nay nhé. Cảm ơn chia sẻ rất chân thành của anh Quốc Thiên. Trong cái thời gian ngắn thôi, Nhi đã xử lý được rất là tốt. Mình không có nằm trong cái vùng an toàn mà thoát ra cái vùng an toàn luôn, mà có thể feel được cái điều đó. Tôi xem hai bạn hát mà tôi cảm giác như là đây không phải là tiết mục hai bạn mới vừa tập. Cảm giác như hai bạn đã hát chung với nhau rất là lâu rồi, rất là tự tin. Theo cái ý kiến riêng của em ấy, thì ca khúc này Đại hát rất là tốt. Về Nhi thì em hát em rất là tự do. Rồi em bè nữa, em bè cho Đại. Rồi xong là em cũng rất là chủ động trong cái phần hát của em. Dạ, cảm ơn những chia sẻ rất khác nhau của các khách mời. Và bây giờ khách mời quý vị chúng ta cùng hướng mắt về màn hình chính để theo dõi kết quả. Chúng ta có hai con số là 51% và 49%. Giọng hát giành chiến thắng là giọng hát nhận được 51%. Xin chúc mừng Bùi Văn Đại. Bùi Văn Đại chính là giọng hát giành chiến thắng của song ca Dấu Mặt. Bạn đã nhận được 10 triệu đồng. Chúc mừng. Và chúc mừng anh Quốc Thiên. Đây là giọng hát đã song ca cùng với anh.